Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba đồng hới Quảng Bình vẫn đang cấp cứu điều trị cho 5 ngư dân bị ngạt khí độc trên tàu cá mang số hiệu QNG97587TS. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 5, khi tàu cá này vừa cập cảng Danh ở xã Thanh Chanh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ngãi, nhóm ngư dân mở hầm đông lạnh trữ cá thì một luồng khí bốc lên khiến 6 người bị ngạt khí nặng. Các ngư dân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt khí nặng thì một ngư dân đã tử vong. Các bác sĩ cho biết có 2 ngư dân vào viện trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang phải điều trị chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân có thể bị ngạt khí hydro sulfur do trời nóng, cá lại được ướp lâu ngày trong hầm nên có sự phân hủy dẫn đến sinh ra khí độc.